xin kính chào toàn thể anh chị em. Hôm nay em xin phép được giới thiệu đến anh em một cái dòng lọc xì equalizer dành cho karaoke và nghe nhạc gia đình. Anh em tắt cái bóng đèn này đi, tắt đi để cho nó chói quay anh em nhìn nó rõ. Đấy, cái dòng lọc này là mang thương hiệu và cái công nghệ của Mỹ, DB Max, EQ231. Những cái hàng mà hàng hãng, hàng công ty chính hãng này thì anh em lên Google search thông tin cái tên này ra phát là có ngay. Đấy, cái giá trên mạng ấy nó bán là rơi vào tầm 200 đô, tính ra nó tầm 4 triệu rưỡi. Mà giá tại bên kia nhá, chưa có cước về đây đâu. Đấy, con này em tuyển chọn được 3 con. Đẹp xuất sắc luôn, chưa xuất sắc một tí nào cả. Hàng rất là đẹp, đẹp từ bên trong tới bên ngoài. Con này nó chạy nguồn xuyến, điện áp này 220V. À, cái mạch vàng nhìn rất là đẹp, giống hệt với cái mạch của những con vang Shiso 1080 và Shiso T3. Đấy, cũng là cái mạch vàng giống hệt như này. Nhìn cái mạch này, cái mạch làm nhìn rất là đẹp. Và linh kiện thì toàn bộ là linh kiện làm trở dán. IC tiếng thì toàn dùng IC mã cao thôi, 4580D. Đấy, thì chất âm nó đánh ra rất là hay và zin nguyên bản hết nhé. Đấy, tất cả những cái ốc này, cái keo ốc này còn nguyên bản hết, chưa có một cái dấu hiệu gì mà của mà ốc giả. Đấy, giá em bán cho anh em rất là đẹp thôi, 2 triệu đồng bao ship toàn quốc. Giá này là chỉ bao ship và không kèm giấy rắc nhé. Và tất cả từ trước tới giờ em bán ấy là em toàn báo giá cứng luôn. Nếu như anh em nào mà cảm thấy ưng được thì alo cho em. Còn cảm thấy mà em bán đắt thì có thể tham khảo các bên cửa hàng khác. Chứ thật ra là em rất là bận, em không muốn đăng cái giá cao lên xong rồi để cho anh em gọi điện lại phải giảm giá đi để nó mất thời gian, nó mất hay thôi. Từ trước giờ những cái hàng em đăng ấy là em sẽ cố gắng làm sao để đưa ra một cái giá hợp lý nhất để khi anh em gọi điện mua là không phải lăn tăn gì về giá và hàng cả. Tại vì hàng bao nhiêu anh em đã mua của em rồi, trong clip nó như thế nào thì về cái tay anh em nó như thế vậy, vận chuyển hỏng hóc móp méo cái đấy là em chịu toàn bộ 100%, khách không phải chịu cái gì cả. Đây là dòng thương hiệu và công nghệ của Mỹ nhé. Đấy, mặt sau em lấy con khác em quay cho nó dễ. Đây là những cái băng dính, đây những cái băng dính nữa. Mai em lau thì nó sẽ hết rồi. Technology of USA, hàng vẫn còn rất là đẹp. Nói chung là chất âm của con này chơi gia đình thì không có gì để chê cả, tự tin vào chất âm luôn. Nếu như anh nào mà nhận con này mà nghe bảo là không hay hơn bình thường nhiều ấy thì nói chung là chịu cho em cái tiền cước, còn em hoàn lại 100% cái tiền hàng. Đấy, tại vì qua những tiền cước đấy là coi như anh em bỏ ra 100 hay hơn 100 nghìn để anh em gọi là trải nghiệm. Nhưng mà chắc chắn là sẽ hay rất nhiều, tại vì em là thợ bán mà em nghe, em phải cảm thấy ok thì em mới dám bán cho anh em. Nên bây giờ em sẽ test lại một cái chân một nó chút và nếu anh em nào có tai nghe thì nghe sẽ rất là chuẩn. Có tai nghe thì nghe sẽ chuẩn tiếng bass, tiếng tép hơn khi mà em cho đi qua và khi em không cho đi qua đó. Như tất cả những cái bác khách mà có gọi điện cho em để tư vấn ấy, là bảo là nhà anh có đẩy có vang rồi thì có nên dùng nâng tiếng nữa không, thì chắc chắn là em bác nào em cũng trả lời một câu duy nhất thôi, là nếu như mà có lọc có đẩy có vang mà chưa có lọc thì tốt nhất là các bác đừng dùng nâng tiếng làm gì. Đấy, nếu mà có đẩy có vang mà chưa có lọc thì tốt nhất là các bác không cần nâng tiếng luôn, tại vì
dùng những con nâng tiếng ấy, thì thật ra là nếu mà không có lọc thì dùng nâng tiếng thì nó sẽ phá tiếng nhạc của mình đi. Tại vì khi đấy mình sẽ truyền từ vang qua nâng, thì lúc đấy mình hát là mình sẽ phải phụ thuộc vào con nâng tiếng. Chỉnh được tiếng mic thì nó sẽ hỏng tiếng nhạc. Chỉnh được tiếng mic mà để mà hát không rú rít ở con nâng tiếng ấy, thì cái tiếng nhạc của nó sẽ bị mất hết cái giải chét rồi. Nên nghe nhạc thì nó còn lúc đấy nó không hay nữa. Còn nếu mà nhà bác nào mà đã có lọc rồi đấy thì dùng nâng tiếng thì sẽ để con lọc này nó sẽ nâng lại tiếng nhạc, còn con nâng tiếng thì nó sẽ chỉ chỉnh cái tiếng mic thôi. Lúc đấy thì nó không bị mất cái tiếng nhạc hay của mình ấy nữa. Còn nếu mà để chọn một trong có hai con, em thì thường thường em vẫn bán cả lọc cả nâng tiếng, nhưng mà nếu mà chưa có lọc thì tốt nhất là mua lọc trước. Mua lọc trước nó giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Và một cái nữa là tất cả những con lọc hãng, lọc bãi anh em để ý, nó chỉ là một cái chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mà hàng mới nó không có đâu. À, khi mà anh em mình gạt những cái cần này, những con hàng bãi, hàng chuẩn đấy, thì lúc nào đến cái khớp giữa ấy, nó cũng sẽ cạch một phát đấy, nó sẽ là có một cái lớp ở chính giữa này. Còn những cái con hàng mới tất nhiên là cũng có loại nó có, nhưng mà nó chỉ rất nhẹ thôi, đi qua nó chỉ cảm giác hơi nhẹ một tí thôi. Đấy là có những con hàng mới đấy, có những hàng bãi này lúc mình đi qua mình cảm giác rõ rệt luôn đấy, nghe nó kêu cực cực cực. Tất cả những con lọc từ trước giờ kinh nghiệm của em làm đấy, còn tất cả những con lọc bãi hàng ngon lành ấy, thì nó đều như vậy hết. Còn trước đã dùng qua thử mấy cái lọc mới rồi, đi gạt qua gạt lại này cảm giác nó rất là nhẹ thôi, chỉ có không 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 nếu mà không kỹ thì không cảm giác được. Hiện tại là con này là em có 3 con, anh em là một cô nhiều cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866, em ship code toàn quốc nhé, nhận hàng anh em kiểm tra xong rồi thanh toán. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.